Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Lữ đoàn 229 binh chủng công binh. Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của các cấp, hướng dẫn của cơ quan chức năng, tích cực chủ động khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao. Trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện và xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật được nâng lên. Đặc biệt, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao những kết quả Lữ đoàn 229 đã đạt được và yêu cầu thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục quản lý, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các quy định về trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, trọng tâm là các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là coi trọng công tác tập huấn, chế độ canh trực, chú trọng rèn hành động, tác phong người chỉ huy, hành động của bộ đội và bộ phận chuyên trách, huấn luyện bù, huấn luyện vét cho các đối tượng, huấn luyện bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống khi có lệnh, huấn luyện làm chủ, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị có trong biên chế trang bị mới, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, khắc phục kịp thời những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, công tác bảo đảm, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.